Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, các sản phụ nhiễm COVID-19 buộc phải cách ly tập trung hoặc điều trị cho nên trẻ đủ tháng sinh ra không có người thân chăm sóc ngày một tăng. Nhằm tiếp nhận và chăm sóc những trẻ có mẹ bị nhiễm COVID-19, Trung tâm HOPE do Bệnh viện Hùng Vương thành lập chính thức đi vào hoạt động ngày 25 tháng 8 và là mô hình đầu tiên trong cả nước. Theo bài viết được đăng tải trên báo Nhân dân, ngay trong ngày đầu đã có khoảng 80 trẻ có hoàn cảnh nêu trên được chuyển về trung tâm để chăm sóc. Các cô bảo mẫu là những tình nguyện viên đã được tập huấn về kỹ năng, kiến thức trong chăm sóc trẻ sơ sinh. Đặc biệt công tác giao nhận trẻ cho người thân cũng được xây dựng quy trình chặt chẽ để bảo đảm tránh nhầm lẫn và an toàn cho trẻ. Ngày 25 tháng 8, trong văn bản gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các bộ ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, 8 hiệp hội ngành hàng đề nghị được tạo điều kiện cho việc đi lại cấp thiết của doanh nghiệp để duy trì hoạt động sản xuất và xuất khẩu. Đây là thông tin được đăng tải trên báo Tuổi trẻ số ra ngày hôm nay. Theo các hiệp hội, điều này đang gây khó khăn rất lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu, hoạt động sản xuất xuất khẩu bị đình trệ, chưa kể nhiều tổn thất rất lớn như là chi phí lưu kho bãi, hàng hóa để lâu sẽ bị giảm chất lượng, phải bồi thường do vi phạm hợp đồng về tiến độ giao hàng cho các khách hàng quốc tế là chưa thể lường trước được. Thưa quý vị, tại đồng bằng sông Cửu Long thì việc tiêu thụ lúa hè thu của nông dân đang gặp nhiều khó khăn. Theo bài viết được đăng tải trên báo lao động số ra hôm nay, thì nông dân kêu khó bán và doanh nghiệp thì lại kêu khó mua. Chính nghịch lý tưởng chừng như đùa ấy đã dồn đẩy hạt lúa vào thế chân tường. Trước những vướng mắc trong tiêu thụ lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long đã có nhiều ý kiến đề xuất mang tính mở đường như linh động về ba tại chỗ và cả luồng xanh. Tuy nhiên đây là điều mà các nhà quản lý rất thận trọng. Bởi nhiều địa phương trong giai đoạn khủng hoảng y tế với dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên y tế là ưu tiên hàng đầu, sau đó thì mới đến kinh tế. Trong khi đó báo Thời Nay phát hành ngày 16 tháng 8 năm 2021 thì có bài viết phản ánh về chợ hải sản tự phát giữa thời điểm giãn cách trên địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Chính quyền địa phương thì đã vào cuộc để dẹp bỏ chợ tự phát này. Thế nhưng gần như ngay lập tức một khu chợ trái phép mới lại mọc lên. Điều đáng nói là khu chợ trái phép được đặt ở vị trí khá là dễ nhìn nếu như là đi trên đê Long Biên Xuân Quan. Thậm chí là khu chợ này chỉ cách Ủy ban nhân dân phường Long Biên và công an phường Long Biên ở chừng một cây số. Vậy không hiểu vì lý do gì mà khu chợ trái phép này vẫn hàng ngày hoạt động tập nập. Xin được chuyển sang thông tin được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Tỉnh Bình Dương không thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục công lập và không tăng học phí đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Theo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương, học kỳ 1 diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021, mức học phí không thu dự kiến là 48 tỷ đồng. Hiện ngành đã xây dựng 4 phương án tương ứng với từng vùng có nguy cơ dịch Covid-19 để quyết định thực hiện dạy trực tiếp hay là trực tuyến. Hàng trăm xe tải bị ùn ứ khi mà Cần Thơ có văn bản yêu cầu các phương tiện vận chuyển hàng hóa tiêu dùng, xuất nhập khẩu, phục vụ xây dựng sản xuất kinh doanh từ các tỉnh thành phố khác đến thành phố này để giao nhận đều phải đăng ký trước, ghi nhận của báo Tiền Phong vào chiều ngày 25 tháng 8. Nguyên nhân của tình trạng trên theo nhiều lái xe vì không nắm được thông tin nên mặc dù xe có đầy đủ các loại giấy tờ nhưng lại không chở được hàng hóa vào thành phố, dẫn đến ùn ứ tại bãi tập kết nghỉ hưu sớm khi độ tuổi còn đang rất trẻ là xu hướng của một số người. Đăng tải ý kiến của các chuyên gia thì bài viết trên báo Giáo dục và Thời đại khẳng định, đây chỉ nên là trào lưu nhất thời bởi nhiều người vẫn lầm tưởng về cuộc sống nghỉ hưu khi mà còn trẻ. Theo bài viết chỉ nên nghĩ đến việc nghỉ hưu sớm khi mà bạn độc lập về tài chính, sống tiết kiệm và gia tăng thu nhập chứ không phải phụ thuộc vào tiền thụ động. Nếu bạn đang dựa dẫm và điều kiện gia đình đề nghỉ hưu sớm thì chắc chắn sẽ không bền vững. Bởi vậy hãy dành thanh xuân của mình để cống hiến và sống một cuộc đời có ý nghĩa. Đó là cách đóng góp nhiều điều tích cực cho xã hội thay vì trở thành một gánh nặng bởi lối sống y ạch.